Thưa quý vị, thiếu đất sản xuất cho người dân đang là bài toán khó đối với huyện miền núi Nam Đông. Theo thống kê của địa phương, có trên 230 hộ ở nhiều xã đang thiếu đất sản xuất nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế, nhu cầu đất sản xuất của người dân qua hàng năm thì tăng lên, trong khi quỹ đất do chính quyền địa phương quản lý lại đang thu hẹp. Phóng sự phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. Đã nhiều ngày chẳng có ai thuê công lao động, chị Trần Thị Leo đành phải ở nhà không đất canh tác, trong khi gia đình có 3 người đều trông chờ vào số tiền ít ỏi đi làm thuê của chị Leo. Thiếu đất sản xuất đang là tình trạng chung của hơn 100 hộ gia đình trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Nam Đông. Công việc và thu nhập bấp bênh khiến người dân rất lo lắng. Thì rất là khó khăn để thu nhập kinh tế của gia đình. Thay vì đó thì chúng tôi cái công việc hàng ngày khi mà không có vườn á là chúng tôi sẽ phải thay vì cũng chăm sóc chăm lo công việc gia đình thì chúng tôi sẽ phải đi làm thuê làm mướn. Cho nên đề nghị nhà nước cần phải giúp cho dân có cái đất sản xuất để phục vụ đời sống cho họ, chứ không là để dân nghèo mãi không có đất canh tác. Nhiều người họ mới tách hộ là vườn nên chứ không có đất ở nên đường này là đất sản xuất. Chỗ ở là không có. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn thì nguyên nhân của tình trạng này là do phần lớn đất sản xuất của người dân bị thu hồi từ lòng hồ thủy điện. Cùng với đó là tình trạng gia tăng dân số, tách hộ lập vườn của các gia đình đồng bào dân tộc. Thiếu đất sản xuất không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn gây khó khăn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đối với các hộ mà tách hộ lập vườn sau năm 2010 trở lại đây và đặc biệt có một số hộ nghèo là thực sự là không có đất sản xuất. Thì do vậy nó ảnh hưởng đến lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của địa phương liên quan đến thu nhập và thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chính phủ là xem xét để mà quy hoạch khu vực đất sản xuất cho xã Hương Sơn là nói riêng và địa bàn huyện Nam Đông nói chung. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, toàn huyện có hơn 234 hộ dân thiếu đất sản xuất với diện tích cần hỗ trợ trên 117 hectare. Trong đó, Hương Hữu, Hương Sơn là các xã tình trạng thiếu đất sản xuất rất lớn cần được hỗ trợ. Để giải quyết tình trạng trên, huyện Nam Đông đã tranh thủ nguồn vốn chương trình 7-5 năm hỗ trợ cho đồng bào thiếu đất sản xuất, đồng thời kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chính phủ có các biện pháp giao thêm đất rừng cho bà con, đồng bào dân tộc nơi đây. Huyện đang chờ đợi để khi nào có chính sách ban hành theo quyết định 2085 thì lúc đó thì chúng tôi sẽ triển khai xem quỹ đất mà rừng nào nó nghèo, rừng bim, rừng nghèo có thể là kiến nghị đề xuất với Ủy ban tỉnh, với Chính phủ là có cái quỹ đất giao cho các hộ đồng bào để mà tiếp tục sản xuất để ổn định cuộc sống. Thiếu đất sản xuất để kiểm kê sinh nhai, nhiều người dân phải đi làm thuê, làm mướn cho các chủ rừng trên vùng đất mà mình sinh sống qua bao thế hệ. Mong muốn của người dân huyện miền núi Nam Đông lúc này là chính quyền các cấp có những biện pháp để giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay cho người dân.